Vâng, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã trở lại kênh YouTube của Hoàng Văn Quang. À, thì mình là Hoàng Văn Quang, mình là người chuyên review về các cái đồ công nghệ, các cái camera, các cái thiết bị nghe lén, nghe nhìn từ xa. Thì hôm nay trong chuỗi các camera và các cái đồ công nghệ, thì hôm nay Hoàng Văn Quang sẽ giới thiệu đến quý anh em một chiếc camera ngụy trang, một chiếc đồng hồ nhá. Thì anh em nhìn này, đây là một chiếc đồng hồ báo thức, nó có thể xem giờ thông thường như tất cả các đồng hồ khác. Nhưng mà đặc biệt thì đây là một chiếc camera nhé nó có thể giúp anh em có thể theo dõi giám sát từ xa được nó hay ho là nó có thể đi từ xa được và anh em có thể xem từ xa qua thiết bị điện thoại di động được hoàn toàn yên tâm nhá thì anh em cứ xem tiếp tục xem cái clip này thì con tí là con test cho anh em biết là nó có xem từ xa được không là anh em biết liền nhá thì đấy quang hôm nay quang giới thiệu cho anh em biết này Con bán rất nhiều các cái đồ thiết bị à, à, nghe lén rồi các cái camera siêu nhỏ rất là nhiều đồ anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Quang qua số điện thoại trên màn hình đây là 0968347987 hoặc trực tiếp vào với kênh youtube của Hoàng Văn Quang để anh em có thể xem được nhiều cái đồ công nghệ hơn nhé. thì bây giờ thì như lại tiếp tục quay lại với chiếc đồng hồ Kamaza này đây anh em nhìn này. đây là đây là một trong những chiếc đồng hồ này rất thông thường như bao chiếc đồng hồ khác anh em đấy để Quang quay từ từ cho anh em thấy này nhìn thấy không? nó rất thông thường như bao chiếc đồng hồ khác nó báo thức nó chạy giờ đàng hoàng từ tế nhưng mà nó có nguồn nó có mắt Kamaza thì anh em cứ tưởng tượng mà xem ví dụ như là anh em muốn theo dõi muốn tìm ra một cái sự thật muốn tìm ra một cái bằng chứng mà anh em để một chiếc camera như thế này nó to thế này thì sẽ cái người mà mà có sự gian lận đấy người ta sẽ không hành động và anh em sẽ không tìm ra cái sự thật thì đây là một chiếc đây là một cái cách giúp anh em đó theo dõi người ta tế nhị mà hoàn toàn không phát hiện được đấy thì thường thường như trong cái văn phòng hay trong một ngôi nhà thì đều anh được có một chiếc đồng hồ báo thức để bàn để giường anh em hiểu không ạ thì thay vì đây là chiếc đồng hồ báo thức thì nó vẫn chạy thông thường nó báo thức cho anh em thì nó là một chiếc camera ra, nó ghi lại tất cả hình ảnh video âm thanh và nó truyền về cho anh em một chiếc điện thoại anh em có thể xem từ xa đó và đặc biệt anh em có thể ghi lại tất cả những cái thứ này để anh em làm bằng chứng để anh em có thể thu lại làm bằng chứng à, chứng cứ gì đấy à, tùy vào công việc của anh em nhé thì không nói nhiều nữa thì bây giờ thì quang sẽ à, review chi tiết về cho anh em à, bên trong nó có những cái gì thì đồng hồ này thì tất nhiên nó báo thức bình thường nó báo thức anh em nhé nó báo thức này nó có kim báo thức kim nó uh, kim chỉnh giờ và kim báo thức đây ví dụ như là quang uh, quang uh, thấy chỉnh giờ cho anh em đây ví dụ như hiện tại bây giờ là ba giờ mấy anh em có thể chỉnh giờ ví dụ đấy đó anh em có thể chỉnh giờ theo thông thường đó với thứ hai là anh em có thể báo thức báo thức đây Có báo thức ví dụ anh muốn báo thức thì anh em có thể quay cái đồng hồ báo thức cái kim này báo thức thông thường như tất cả các đồng hồ khác đó thấy chưa báo thức và anh em bật nó lên à, bật 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 cái báo thức nó lên là nó sẽ sang báo thức ví dụ đấy đó đó thấy không? Đây là nó báo thức rất là thông thường nhá. Yeah. Đó. Và pin của nó vẫn cứ là pin một chiếc pin tiểu hay pin con thỏ này, mình làm mình tháo cho anh em thấy này, đấy. Bên trong nó vẫn lắp pin con thỏ bình thường. Tức là cái cấu tạo cấu trúc của cái đồng hồ và báo thức này nó hoàn toàn như một chiếc đồng hồ thông thường, nó không khác gì hết. Đó. Mình cho anh em xem nó hoàn toàn như thế. Đấy, nó báo thức đây, vẫn như thế. Hoàn toàn yên tâm nhá. Yeah. Đấy. Và bây giờ thì Quang sẽ cho anh em biết liệu rằng nó có thể xem vào trên điện thoại hay không Và nó như thế nào nhá Đấy thì anh em nhìn cái không gian ở dưới này Không gian ở dưới nhá Cái số điện thoại hotline tất cả cái gì ở dưới đây nhá Bây giờ Quang bởi vì Quang không muốn quay mặt lên trời Mặt trời nó kỳ cục quá thì Quang quay xuống dưới cái mặt Đây là cái mắt camera này anh em này Anh em nhìn kỹ đây là cái mắt camera nhá Đấy mắt camera nó nằm ngay chính giữa đây Và tất cả đây là 11 cái mắt hồng ngoại cái hồng ngoại này giúp anh em có thể quay ban đêm các ban đêm như hồng ngoại này đặc biệt hơn nữa là cái hồng ngoại này là hồng ngoại đen tức là hồng ngoại để để quay ban đêm thì một số anh em coi cái camera bình thường ấy, thì nó sẽ phát sáng ra hoặc là chiếu sáng thì rất là bất tiện anh em hiểu không ạ đang nói để tắt cái 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 báo thức đi thì nó sẽ phát sáng ra chỉ là làm cho đối tượng mà mình muốn theo dõi đấy nó sẽ phát giác được thì nó sẽ không hành động thì thay về điều đấy thì đây là một cái hồng ngoại đen giúp anh em có thể à, à, quay ban đêm được nhưng mà nó không phát sáng đấy đây là hồng ngoại đen nó đặc biệt là như thế nhá đấy thì nó lại đen như thế này nó lại phù hợp với lại cái, cái bắt camera dài luôn đấy anh em hoàn toàn nó không thể phát hiện được nó oh, rất là khó là phát hiện anh em nhá thì anh em nào coi cái video này là biết được thôi thì còn một số ít người ít biết lắm nhá bây giờ con sẽ thử cho anh em biết như thế nào thì con lấy một chiếc uh, điện thoại ra và con đã À, kết nối rồi kết nối đó thì qua một cái app ví dụ đây anh em lên H lên CH uh, Fly. còn nếu mà ở trên uh, em, trên iPhone ấy, thì điều hành iOS đấy thì anh em vào à, vào hệ hệ uh, app store để anh em tải còn nếu mà trên đây thì anh em có thể vào uh, đây uh, CH like là cái phần mềm này à, đấy để anh em mới tải tại cái phần mềm nó có mang tên là đây À, rt RTCam, RTCam anh em, RT cam đó là để anh em anh em cứ tải về thôi. Đây con ví dụ con vào luôn cho anh em thấy này là ví dụ rất dễ thôi. Cái này chỉ cần à, tải cái phần mềm về đó và anh em kết nối với lại cái mã sau đây thôi này. Đây có một cái mã này cái mã cốt anh em chỉ cần quét cái mã cốt đấy là ok thôi. Đó anh em chỉ cần lấy cái mắt lấy cái camera ra, anh quét cái mã cốt đấy thì là nó nhận thôi. Đây mình bấm cái từ RTCam cho anh em thấy này, RTCam đây cam ví dụ đây, quang bấm thử cho anh em thấy thì nó sẽ ra cái phần mềm đấy ví dụ thế nó tải cho anh em đó ví dụ thế RTK quang đã tải về rồi nhá quang đã tải về rồi thì nó nằm ở trong đây nó nằm ở trong đây cho anh em thấy này nó tải đây cái CH và này nó tải về đây rồi anh em đấy, thấy chưa đó RT cam. đấy thì bây giờ thì quang đã bật đây này con là kết nối này con đã bật lên thì quang cho anh em xem nó như thế nào nhé Đấy, xem nào thì quang quay xuống dưới cái không gian dưới cho anh em thấy đây để quang bấm vào cái này có một mình làm nên là nó hơi lớn quấn Nhưng mà anh em cố gắng anh em xem là anh em biết được cái chất lượng như thế nào Đấy Cái con cho các bạn đồng hồ ở dưới nhá Đấy Anh em bấm vào đây nhá Đấy chưa Anh em nhìn thấy chất lượng chưa Đó Quang quay lia cho anh em thấy này Cái số điện thoại của Quang này Đó anh em nhìn thấy Ở à, đây là cái mắt gì Số điện thoại này nó có mắt camera ở dưới đấy rõ là nó lia đến đâu nữa bởi vì một tay cầm mà một tay quay mara là nó nhiều thứ quá đó anh em thấy nhìn thấy chưa đó đây đây xem cái số điện thoại nó nằm ở đâu nhỉ đây, hơi xa đấy không chín sáu tám ba đấy anh em đây là một trong những cái thiết bị cực kỳ là hay thấy chưa đó Còn quay luôn vào cái mắt này cho anh em thấy luôn này thấy chưa đó cái bàn tay như thế này là anh em chắc chắn anh em anh em nhìn phát là như dân chơi biết liền đấy chưa đó tỉnh mặt lên trời thì nó không thấy gì đấy đây là một trong những cái anh em có thể xem từ xa tức là anh em đặt ở đó và anh em có thể đi bất cứ nơi đâu và anh em xem hoàn toàn được rất là tế gì. và đặc biệt nó có thể đàm thoại được luôn nhá đàm thoại như thế nào ví dụ đây quang nói cho anh em ấy ví dụ anh em có thể đàm thoại thì anh em bấm vào cái mic này, Anh em đàm thoại em ví dụ anh bấm cái mic này em đàm thoại này ví dụ như anh em cái bị nói chuyện với con cái thì anh em bấm điện thoại alo 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 thấy chưa ví dụ như là mình cần nhắc nhân viên hay nhắc con cái gì đấy ví dụ như là alo alo, ừ, con ơi học bài đi con ơi ừ, 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 ừ. đấy ví dụ ừ, ừ. đấy là nó hay ho nó lại đàm thoại luôn và nó có thể truyền được âm thanh về cho anh em ví dụ thế đây con mở mic to lên cho anh em ví dụ thế ừ, alo 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 hay không, hay không? quá là tuyệt vời đó ví dụ ai đấy còn anh em muốn ghi lại bằng chứng anh em có thể chụp hình ví dụ thế đấy đó lưu lại cho anh em muốn muốn quay lại cái 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 cái, cái bộ đoạn phim đấy thì anh em có thể là quay được một đoạn như thế này đấy, ví dụ quay được một đoạn này nó đang chạy đây ghi, được anh em thấy không đang ghi nó chạy anh em thấy chưa đó anh em ghi lại và nó lưu ở trong đây cho anh em rồi ví dụ như thế mà chất lượng của nó là HD quá là đẹp luôn anh em ạ nhé quá là long lanh luôn đấy quá là cực kỳ là chất luôn đấy nhá ở đây về quan tắt đi cho anh em nhé nhá. tắt đi đó cực kỳ là chất thấy chưa đó, và các trở lại cho anh em thấy này quá là đỉnh quá là đẳng cấp cho anh em thấy nhá đó thì cái này thì nó nó ngoài ra nó có thể lưu thẻ nhớ trên đây trong đây nó một lắp thẻ nhớ nữa đây nó lắp một cái thẻ nhớ đây cho anh em này đó anh em có thể uh, trường hợp mà anh em không có thể lưu ở trên đây anh em không có thời gian để anh em xem thì nó sẽ lưu trong đây cho anh em tùy anh em thẻ nhớ nó lắp đây 64 mươi và trong đây cái khoảng là 32 mươi 32 ba thì anh em có thể lưu trong 4 đến năm ngày tức là lưu liên tục luôn nhá đó là anh em có thể quay liên tục 4 đến năm ngày luôn 4 đến năm ngày thì quá là tuyệt vời đi À, còn pin của nó, pin của nó thì hỗ trợ cho anh em quay trong vòng à, khoảng là 24 tiếng hay là 36 tiếng nhỉ. Trong cái thời gian đấy nhá. Không được hơn nữa. còn nếu mà anh em mà sạc trực tiếp tức là anh em cắm trực tiếp như thế này vào cái ổ điện đấy, anh em cắm vào thì anh em liên tục được thì không cần sạc nhá. Còn nếu mà anh em lấy rời như qua như lấy này thì nó hỗ trợ cho anh em 24 tiếng đến 36 tiếng thôi anh em nhé Đấy. Là 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 nói rõ cho anh em biết như thế. Đó và anh em để tránh cái trường hợp anh em không muốn cái trường hợp nào anh em cần để để anh em em anh em quay thì anh em bật đây mà không có là anh em tắt đi đây ví dụ quang tắt đi cho anh em thấy ví dụ tắt như thế này nha còn tắt luôn đi cho anh em đó nha đây gạt đây đó là anh em hỗ trợ là anh em tắt pin nó tắt đi thấy chưa đó thấy chưa nháy là tắt đi rồi và nó không không ấy nữa khi anh em đấy anh em lấy cái thẻ nhớ này anh em bỏ usb đây cái khe thẻ nhớ này khi anh em đặt hàng thì quang video sẽ tặng cho anh em một cái thẻ nhớ trị giá là 32 mươi và lưu ý với anh em là mua một cái này thì giá thì quang có để dưới đường link mô tả nhé thì mua cái sản phẩm này giá nó cũng không, không hề rẻ rồi nên anh em xác định dùng thì nên mua một cái sim nó chính hãng nó tốt hơn một số anh em tiếc tiền mua cái sim nó rẻ về dùng nó không tốt nhá thì anh em nên cách tốt nhất là quang sẽ tặng cho anh em một cái thẻ nhớ này luôn nhá hãng này vàng chính hãng nó thì dùng rất là bền và nó không hư công trình anh em quay mãi quay mãi cuối cùng là nó lại hư đi ví dụ như là nó video nó không lưu ở trong cái thẻ nhớ này nên là một số anh em đừng có tiếc tiền đảo bỏ ra một số tiền không ít để mua một chiếc camera ngụy trang đồng hồ này Thì anh em cố gắng mua thêm một chiếc uh, cái này nữa Thì giá của nó chỉ hơn 100 ngàn thôi nhá Nếu mà bên Quang thì bên Quang sẽ tặng cho anh em Vừa kèm với cái sản phẩm này rồi ừ, nhá Bao ship về cho anh em Thì giá này cả sản phẩm mà Quang có để dưới đường link của ta Anh em yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với Quang nhá Ok anh em nhá Đây là một trong những chiếc đồng hồ camera ngụy trang cực kỳ là chất nhá Đấy Ok anh em nhá À, cảm ơn quý anh em đã luôn luôn yêu thương và đồng hành shop của Hoàng Văn Quang nhé yeah. anh em à, vui lòng à, à, liên hệ với Quang qua số điện thoại đây chín sáu tám số điện thoại thì Quang có thể thay bởi vì là có số trường hợp tế nhị Quang phải thay anh em cố tất là cứ xem cái dưới đường link mô tả nhé yeah. cái số điện thoại nhé yeah. à, vì à, cái kênh youtube của Hoàng Văn Quang thì không thể thay đổi được cái số điện thoại thì Quang có để dưới đường link mô tả anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại đấy nhé yeah. Ok anh em nhé. À, cảm ơn quý anh em đã luôn luôn yêu thương và đồng hành shop Hoàng Văn Quang nhé. Chúc quý anh em nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc, làm ăn phát tài phát lộc trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Ô ok anh, anh em nhé. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh Trúc Quang hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo những video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.